Mình chào tất cả các bạn nha các bạn ơi Hôm nay mình tiếp tục làm vlog đi tìm đồ chơi các bạn nha Ui ui các bạn ơi ở đây có hai con ngan này các bạn ơi Đuối con gà này các bạn ơi hai con ngan đang ăn lúa ăn gạo các bạn ơi Đuối Chào các bạn ơi chào các bạn ơi em chào các bạn ơi Chào các bạn các bạn ơi hôm nay tiếp tục đi tìm đồ chơi các bạn nha Wow Ui các bạn ơi ở đây có 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 cái xe gì này các bạn ơi bạn tôm ơi xe này là xe gì bạn tôm ơi xe tu wow ui ở đây có một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi ui các bạn ơi bạn tôm ơi tìm được một chiếc xe cứu hỏa rồi các bạn ơi ui bạn tôm tìm tiếp tiếp tục tìm xe đi bạn tôm tìm xe đi ừ lấy lên lấy lên cho các bạn coi ui đây này wow ui các bạn ơi ở đây có chiếc một chiếc xe nữa các bạn ơi Wow, đây là một chiếc xe bán tải các bạn ơi Wow, các bạn thấy chưa Đấy Wow, trong đống cát này có nhiều đồ chơi các bạn nha Wow, ở đây là Có một con chim này các bạn ơi Wow, một con chim Bạn tôm tiếp tục tìm đi Wow, con này con gì bạn tôm ơi Wow, đây là một chú mèo các bạn ơi Đây, một chú mèo màu vàng các bạn nha Bạn tôm tiếp tục tìm đi Tìm đồ chơi nha Đấy Ui nhiều đồ chơi lắm hả Rồi bàn tôm đào lên đi Rồi cái xe, xe gì đây Xe Xe ờ đây là một chiếc xe ô tô tải các bạn nha màu xanh Rồi bàn tôm tiếp tục tìm nha Tìm đồ chơi ở đống cát này đó các bạn nha Ui con này là con gì bàn tôm ơi À đây là một con khỉ các bạn nha Bàn tôm đã tìm được một con khỉ màu xanh rồi Rồi tiếp tục tìm đi bàn tôm ơi Ừ con gì đấy Wow, bạn tôm tìm được một con rùa rồi các bạn ơi, một con rùa màu xanh. Đây là con chó. Ờ, bạn tôm vừa tìm được một con chó các bạn ơi. Con này con gì đây? Con này là con mèo. Con mèo. Rồi. Con này là con gì bạn tôm ơi? Ở xe con bò. Ồ, xe con bò á. Với bạn tôm tiếp tục đào các bạn nhá, đào trong hộ đất này có nhiều đồ chơi lắm các bạn ạ. À. Ui, tìm bạn tôm vừa tìm được một con thỏ màu trắng này các bạn ơi. Đấy. Wow. Một chú thỏ màu trắng nha. Rồi tiếp tục đào đây. đơ, bạn tôm đã tìm được một con sư tử rồi các bạn ơi. Con sư tử này kêu được luôn các bạn ạ. À. Đấy. Wow. Tiếp tục tìm nha. Rồi con gì bạn tôm ơi? Con này con gì bạn tôm ơi? Oh, con xe bò. con xe hả? Wow. Bạn tôm tìm được nhiều đồ chơi quá. Rồi tiếp tục đào tìm nha. Rồi. Có cái gì đây, cái gì đây Đây, 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 đây Đào lên đi, đào lên cho các bạn coi Ui, con gì, con gì đây Ui, bàn tôm vừa tìm được một con ngựa nữa các bạn ơi ô oh, một chú ngựa Rồi, con gì đấy bàn tôm ơi Wow, bàn tôm vừa tìm được một con khỉ đây các bạn ơi Một chú khỉ Màu đỏ các bạn nhá Rất là đẹp luôn Rồi, tiếp tục đào đi bàn tôm ơi Có cái gì đấy Có gì đấy Ô heo bách ba. Wow, đây là chú heo bách ba nhé các bạn nha Ui, uh, bạn tôm mới tìm được một con Pikachu. Wow, một chú Pikachu màu vàng các bạn ơi. Rồi, con gì đây? Đồng... Con rùa. Con Wow. Bạn tôm đào đất lên tìm được một chú rùa rồi các bạn ơi Rồi tiếp tục nào Đây 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 là cái gì đây Ui, uh, Một chiếc xe Ê. nữa các bạn ơi Một chiếc xe container màu xanh Đấy các bạn ơi Rồi đây 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 bạn tôm ơi đây này Ê ui Ở đây có con gì này bạn bạn tôm ơi Ui một chú chuột Một con chuột Mickey bạn tôm ơi Đây Rồi tiếp tục đào tìm đi các bạn ơi Ui 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 đây 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 Ồ oh, đây là một chiếc xe gì đây bạn tôm ơi Xe cứu hỏa Ồ oh, một chiếc xe cứu hỏa này các bạn ơi Màu đỏ rất là đẹp luôn Ui Tiếp tục đào tìm nha bạn Tôm ơi Ui đây này bạn Tôm ơi Đây có con gà này Đấy đây có một con gà này các bạn ơi Ui con gà này kêu được, kêu được luôn Đấy xe... Ui Ui bạn Tôm vừa tìm được một chiếc xe Trộn bê tông nhưng mà mất thùng rồi các bạn ạ ấy Một chiếc xe màu vàng Còn không còn con gì không À con này là con thó Còn không Ui, bạn Tôm vừa tìm được một chiếc xe Lamborghini Wow Ui, đây là con heo Đây là con heo đấy Con heo này kêu được nha Còn không? Đào, đào, tìm đi Wow Bạn Tôm vừa tìm được một chiếc xe Xe này là xe đua nha Đấy Còn không? Đưa, đưa Đưa cái sảnh đây tìm Đào đi tìm coi, còn không? Ui, chắc là hết rồi bạn Tôm ơi Đấy Chắc là hết rồi đấy Ù, ừ, một con cua ừ, Đây, 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 đây con này Một con cua các bạn ơi Ù, đây này, đây này, đây này Wow, wow đây là một chiếc xe màu hồng các bạn ơi đây. một chiếc xe con vật màu hồng Các bạn ơi còn không Tìm tiếp đi Đưa đây Đưa đây đào cho Tôm đào đi Đào đây nè Đào thế này 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 Ui ừ, con gì đây con, con dê con dê các bạn ạ à. một con dê màu vàng nha Đấy. rồi đưa đây đào cho đây con này con gì đây Đấy. ui một con khỉ nữa các bạn ơi đây vừa đào tìm được một chú khỉ màu vàng các bạn nha Có không con không đưa đây đưa đào cho đây con không đào tìm đồ chơi các bạn ơi ui con này con gì bạn ơi mời con, heo ba ba. Heo bét ba các bạn nha rồi tiếp tục đào con ông, còn đồ chơi không? Ui. Ui con này là con trâu này các các bạn ơi. Đấy. Mình vừa đào tìm thấy một con trâu này. Ui con trâu này kêu được luôn. <laughs> Đấy. Còn không? Đào tìm đồ chơi con không? Con không? con không? Ui bụi kia. Từ 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 đâu. Đây đào có con không? Hồi hết rồi hết rồi ủa hết rồi các bạn ạ à. đào đất tìm đồ chơi các bạn nhá xe ô tô tải này xe ben này rồi uh, xe trộn bê tông này rồi các con vật các bạn nhá đấy con ngựa này con trâu này con gà này wow nhiều con vật lắm hết rồi các bạn ơi